Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta đã từng được nghe rất nhiều về một loại hoa tên là Umdambara. Thì hôm nay thì Huy và Duyên cũng xin được giới thiệu về một loại hoa một tí xíu để cho tất cả mọi người trong đêm văn nghệ chúng ta ngày hôm nay có thể biết rõ hơn về loài hoa này. Thì Umdambara còn được gọi là hoa u đàm. Đây là một loài hoa 1000 năm mới nở một lần, và hoa đã được nở vào thời khắc dự báo Phật ra đời tại Ấn Độ. Vì thế người ta còn gọi hoa này là Linh Thụy Hoa. Và sau đây, vũ khúc Umdambara ngay sau đây sẽ như một phần tô điểm ca tụng về loài hoa này qua phần biểu diễn của đơn vị gia đình Phật tử Đức Hoa. Umdambara đoá hoa ưu đàm, một lần hoa nở sắc hương rực rỡ, muôn hoa xinh tươi hiến dâng cho đời, muôn hương siêu thoát bản chất tinh khôi, nâng niu hoa tươi ta luôn ca ngợi, màu hoa thanh phát sắc thắm muôn. Dù năm tháng trôi qua, lòng không cách xa. Umdambara, đóa hoa tuyệt vời, gần hoa thơm ngát, sáng tươi nhịp sơ. Chúng thương thi ca với trang văn học, nhờ hoa soi sáng ý hướng thanh cao. Ta nói hương hoa một đóa hoa người. Cùng nhau đi tới bên giấc yêu thương, hôm nay ca vang đóa hoa muôn đời, tròn thơm đạo lý muôn người tôn kính hoa. Umdambara đóa hoa ưu đàm, một lần hoa nở sắc hương rực rỡ, muôn hoa xinh tươi hiến dâng cho đời, muôn hương siêu thoát bản chất tinh khôi, nâng niu hoa tươi ta luôn ca ngợi, màu hoa thanh cát sắc thắm muôn phương, thung linh hoa thơm chẳng